Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay cho quý vị một căn nhà còn lại duy nhất gần với lại bến xe Yên Nghĩa nhất, giá rẻ nhất, hợp lý nhất, 4 tầng xây mới cả nhà và đất mà giá chỉ có 2 tỷ 500 triệu đồng, 4 tầng 3 phòng ngủ, thiết kế rất chi là hợp lý. Với cụm dự án căn nhà này thì có 3 căn, đã bán 2 căn và chỉ còn duy nhất một căn Ngọc Anh quay gửi tới quý vị, với ngõ chính nhà thực tế 2m, cách với lại đường ô tô đi lại 50m, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Nghĩa 500m, cách với lại mặt đường chính Quang Trung khoảng tầm 200m. Và với cái căn nhà này pháp lý chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. 4 tầng xây mới, 3 nhà thì có 2 nhà ở ngoài đầu và ở cuối cùng là đã dọn đồ về và ở. Chỉ còn duy nhất căn nhà này thôi với thông số 30m. Hướng nhà là hướng Đông Bắc. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái thiết kế của ngôi nhà, cửa chính 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế đơn giản và công năng sử dụng hợp lý. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng bếp, phòng khách, một phòng vệ sinh. Với không gian phòng khách ở đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn, thiết bị vệ sinh, phần gạch đều đã được hoàn thiện cho quý vị xong hết. Chỉ có một chút nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Với cái căn nhà này, quý vị có thể được vay tối đa khoảng tầm 1 tỷ rưỡi cho tới 1 tỷ 6 tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị chi trả trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Với cái thời hiện nay thì là cái thời điểm hiện nay thì ngân hàng đang là có những cái mức lãi suất tốt nhất, ổn định nhất dành cho quý vị nào mà có nhu cầu mua nhà tại thời điểm này, đến từ những ngân hàng uy tín nhất nha mọi người. Kia là phần phòng khách và đây là phần phòng bếp. Không gian phòng bếp hài hòa, hợp lý, màu sắc trẻ trung, nhã nhặn. Với không gian phòng bếp ở đây nhỏ nhắn, màu trắng. Xung quanh bếp thì là được ốp gạch và mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn ở đây. Và với những cái dự án liền kề này thì toàn bộ là xây tường riêng, cột riêng, móng riêng. Quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Sổ sách riêng biệt từng căn. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng chỉ ở dưới tầng 1 thôi, gồm đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà giá chỉ có 2 tỷ rưỡi 4 tầng, cách bến xe Nghĩa 500m, hiện tại căn nhà này đang là rẻ nhất khu vực rồi. Với cái phần ngăn cách cầu thang, bếp ở đây có một cái vách CNC nghệ thuật mọi người ạ. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, cột trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường hướng giá vị trí cho quý vị rồi. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, với tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thì thiết kế giống nhau. Thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Riêng ở trên phía tầng 4 thì có thiết kế khác biệt hơn một chút. Với tầng 2, tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ rất là rộng. Căn nhà này vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, cửa sổ thông thoáng, hai lớp cửa rất là an toàn. Với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này thì ô tô cách nhà cũng rất là gần, chỉ 50m thôi. Đó. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2. Khá là rộng quý vị ạ. Với cái căn này một tầng chia một phòng, giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại cầu vượt đường sắt trên cao Cát Linh. Từ vị trí ngôi nhà này mà ra từ đấy chỉ khoảng tầm 500m. Quý vị nào mà có đi làm theo cái cung đường cầu vượt theo cái đường sắt trên cao thì quý vị có thể đi bộ ra đi làm rất là thuận tiện, gần như là cạnh cả bến xe Nghĩa luôn. Đây là cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2 mọi người nhé. Đấy, thiết bị vệ sinh đầy đủ, phòng vệ sinh rất là rộng. Sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Với cái căn phòng vệ sinh này đây, khoảng không cho quý vị có thể nhìn thấy, rộng lắm. Và mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đây, phòng nào cũng ánh sáng tự nhiên, rất là thoáng, rất là rộng. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, xung quanh dân cư rất là đông đúc. Nó gần như là cách với lại mặt đường, gọi là cái đường Quang Trung đi lên quốc lộ 6 mở rộng đấy mọi người ạ. Nó chỉ khoảng tầm 200m thôi. Sau này mà trục đường đấy mở rộng thì cái căn nhà này rất là gần đường quý vị nhé. Đó. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây.
Nói chung với một cái phân khúc giá tiền 4 tầng 2 tỷ rưỡi mà gần với bến xe Yên Nghĩa nhất thì hiện tại đang là có căn nhà này giá rẻ nhất cho quý vị. Và sau đây mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 của ngôi nhà có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ở tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một phòng ngủ nữa. Đây là ở phần tầng 4. Đây nha mọi người. Một phòng thờ và một sân phơi. Đây là phần phòng thờ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình thôi. Còn chủ nhà thì thiết kế khá là hợp lý, hài hòa với cái diện tích 30m và công năng sử dụng như thế. Còn đây là phần sân phơi nha mọi người. Đây, sân phơi của ngôi nhà đây mọi người ạ. Hợp lý, hài hòa và rất là thoáng. Quan trọng nhất, tất cả những cái video Ngọc Anh quay và gửi tới cho quý vị 100% pháp lý chuẩn chỉnh, giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng, giá bán đấy lịch bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.